quay tí rồi đi ra. Năm học 2018-2019, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 100.000 học sinh lớp 9, trong khi tổng chỉ tiêu học sinh lớp 10 công lập của thành phố năm học tới dự kiến khoảng 70.000, hơn 30.000 học sinh còn lại sẽ đi đâu? Theo lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, nhưng sẽ làm từ từ chứ không nóng vội. Tính trung bình mỗi năm chỉ giảm 3% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được vào lớp 10 công lập. Song song đó, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện công tác hướng nghiệp không chỉ cho học sinh lớp 9 mà phải hướng nghiệp cho cả phụ huynh. Ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo học sinh rớt lớp 10 công lập có thể lựa chọn một trong những con đường học tập khác như học tiếp bậc trung học phổ thông ở các trường tư thục, học hệ bổ túc văn hóa ở các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên với số môn ít hơn ở trường trung học phổ thông nhưng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông có giá trị như nhau. Với những bằng cấp này, các em vẫn có thể dự thi vào đại học như học sinh trung học phổ thông, học nghề ở các trường trung cấp nghề. Nhiều năm qua, một số phụ huynh vẫn còn dè dặt trong việc cho con em mình đi học nghề sau khi học hết lớp 9. Quan niệm thích làm thầy hơn làm thợ vẫn còn tồn tại trong một bộ phận xã hội. Thực tế này đã làm nảy sinh tình trạng chạy trường công lập xuất hiện ở nhiều địa phương trong thời gian qua.